bị dồn tới lượt một. Đây một cái game đại chiến để vượt khỏi hòn đảo hoàng và đại chiến với 500 chiến binh. Thì thế cho nên đây là một chiến rất là gay go. Thì trước khi đi vào video và chia sẻ cho mọi người thì rất mong mọi người, các bạn nào có xem qua video, có xem qua clip, mình xin vui lòng cho mình xin một like, một subscribe, mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào. Đây là một hòn đảo hoang nha các bạn, và đã bị 500 chiến binh chiến đấu ở trên này. Chúng ta cần phải vượt qua, và rất là khó. Đây là những con lính tới chỗ chúng ta đúng không ạ? Khi chúng đạn thì rất là đông mà chúng ta phải chạy và phải núp và phải trốn đi à. Rất là tốt đúng không? Ôi. Như là bị bao vây tước thiếu đúng không ạ? Chạy không nhanh thì có một bãi này. Ở đây vẫn còn nhanh chạy núp ở đây quá các bạn. Dòng tới đường cùng không thoát qua được. Ok, chúng ta sẽ landing zone. Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa nào. Liệu rằng lần này chúng ta có vượt qua được hay không? Lần này chúng ta nên nhanh chóng nhiều hơn. Rất đông đúng mà, rất là đông. Có hai tên đang tới chỗ. Cái trụ này mình có thể nấp được các bạn. Mình có thể nấp được vào trong cái trụ này nha các bạn. xông ra giống như lúc nãy đúng không ạ? Mình phải đánh từ từ xông ra giống như lúc nãy đánh to mà. Núp rất là kỹ đúng không ạ? Mà trốn rất kỹ. Và phải từ từ như này. Trốn kỹ quá. Khi mà mình ở trong này thì có lẽ là kìa, bắn hoài không trúng đúng không ạ? Ui, nhưng mà chúng ta đã hết đạn rồi. Chúng ta nhìn tìm kiếm đạn rồi. Cái phần đó bán công bằng to mạng. Chúng ta đã rất may mắn đã lấy được đạn. Rất đông luôn.